Hello các bạn, thì cuối cùng mình cũng tách trống máy cho bài cá tơ này xong. Tính ra thì cũng kéo dài dùng dần cũng hơi lâu đúng không mọi người? Mới vừa thả cá ra đây thôi. Thì cái trống mình thả trở về hồ cũ nha. Cái máy thì mình đem qua hồ kế bên. Thì khi mà thả cá thì mình cũng có cho một chút xíu xanh methylene để ngừa bệnh rồi đó. Hồi nãy khi mà tách cá đó, mình cũng có lựa dạt một số cá bị đạt, bị ốm ra khỏi đàn. Thành ra là nhìn giờ nhìn đều răm rắp đã lắm. Đó. Cái máy bên đây nè mọi người. Nước mình vẫn còn để mực nước cạn nha. Nước hơi xanh chút xíu, cá máy hơi nhát. Đây, sẵn thăm bài dưới này luôn mọi người. Bài dưới này thì nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai rồi các bạn ạ. Thì hôm nay là mình thấy là tung tăng hẳn ra nè các bạn thấy không? Quay đồ cũng đã dựng dựng rồi nè. Đó. Các bạn thấy không? Đòi ăn ầm ầm rồi nè. Hôm bữa là quay sập lép. Ổn rồi đó mọi người. À, ngày mai mình sẽ hút cặn và mình chăm thêm một lần thuốc, một lần muối nữa cho ổn luôn. Nào là thấy là ổn áp rồi đó, cá đòi ăn ầm ầm rồi đó. Được rồi. Thì mấy ngày nay là mình hai ngày nay là mình chỉ cho ăn atomia thôi, mình không cho ăn cám cũng không cho ăn trùng gì hết. Nay cá phản ứng đồ khá là tốt chứ không có bơi lưỡng thưởng như hôm bữa nữa. Đó. Nuôi cá vậy đó mọi người. Thấy cá mà bơi lưỡng thưởng là mình xử lý liền thì sẽ không bị thiệt, hầu như sẽ không bị thiệt hại gì hết. Bài này thì mình cũng mới tách đó, mới tách mình cập nhật với các bạn. Lanh ăn dữ lắm mọi người. À, vàng meta chói chang. Bài cá bên thì vàng đuôi rồi bung dữ lắm, nhưng mà bị rách đuôi nha mọi người. Mình để ý mình thấy có một vài bé bị rách đuôi rồi, ổn quá chừng đây. Cái dòng này mình thấy hai cá trống hai vậy đó các bạn. Hiện tại mình vẫn còn giữ mấy bé cá trống rất là to, đuôi chà bá luôn nhưng mà bị rách, uổng lắm. Để mình dẫn mọi người đi thăm mấy bé trống đó nha. À, tính ra mình cũng đều dự định là mình để cho dưới máy luôn á. Nhưng mà cuối cùng là dư á. Đây, vàng trống đó mình đang nhốt bên đây nè. Cũng đang muốn dọn hồ đây nè. Cái đuôi rách đẹp quá chừng luôn mà, đuôi rách nè mọi người thấy không? Đó, thấy không? Vàng meta rồi lên nách, nách kinh rồi cũng dữ dội lắm. Nhưng mà đuôi rách mình không biết là do đuôi bự quá hoặc bị tét hay sao. Đuôi rất là to luôn á. Dòng này phải công nhận là bữa mình mua cái bộ giống là tiền nào của nấy luôn đó các bạn. Thật sự luôn. Tại vì ra cá trống rồi đuôi rồi nhìn ngon lành lắm. À, cá nè quá luôn. À. Mình mới vừa tuyển bộ rồng xanh giống nè. Mình tuyển 4 cặp. Tuyển ra 4 cặp, mới vừa thả ra cá ra lúc sáng thôi. Tuyển từ chiều ngày hôm qua, nhưng mà mình ngâm cho quen nước với lại cái hồ này. Rồi mình thả cá ra lúc sáng. Úi. Hôm qua tuyển đã đời vậy mà bị cái bé trống này bị lem miếng vàng nè mọi người thấy không? Đó. Ổn vậy? Hôm qua mình tuyển không có đèn. Với lại cũng hơi chiều rồi. Thấy chưa? Cay. Cay luôn. Cái vàng đuôi này đẹp, vây đẹp luôn. Qua văn cũng đẹp luôn. Đuôi bị nhiễm miếng vàng thôi kệ đi. Kiếm được bài cá bột đi tính gì tính. Tại vì hiện tại là cái bộ giống này tạch hết rồi. Cái bộ giống già của bài này tạch hết rồi. Mình mua đúng hai cặp cá giống. Mình được đúng một bài cá bột. Đây thì bây giờ là chủ yếu là phải có số lượng trước cái đi. Rồi cá mà tỷ lệ ấy rồi. Với lại đa số cá mái là quan trọng hơn. Tại vì cá bảy màu, khi mà cá bảy màu đẻ cá bột á, đẻ con á, đẻ cá con ra thì cá con sẽ giống cá mẹ màu của cá mẹ tới 7-8 phần lận. Hai phần còn lại là đuôi vây, qua văn thân, qua văn đuôi của cá trống.
cho nên là thôi kệ đi, đến giờ bỏ ra thì cũng hơi uổng. Đó, rồi thấy không có gì là dễ dàng đâu. Qua lại bên đây thăm coi cái máy này nổ chưa. Ui sao cái bụng xẹp rồi vậy, không thấy cá bột gì hết vậy. Đó, ảo chưa mọi người, hôm bữa thấy cái bụng căng lắm luôn á mà cuối cùng là không có thấy đẻ mà. Bài này không ổn nha. Các bạn thấy ba cá trống này không? Đùi bị sứt hết miếng rồi. Ôi thôi, thiệt mấy ngày hôm nay là nuôi cá là vậy đó mọi người. Đi ra đi vô cái chỗ mình nuôi cá hoài luôn á. Mình nói thiệt, mình đi ra đi vô ngày mình đi không biết bao nhiêu lần. Đó, cho muối. Mấy bạn mà có nuôi cá bằng lồng đẻ á, các bạn cho muối ở cái lồng đẻ vừa phải thôi nha. Cho nhiều quá cá mình chịu không nổi, dạt ra gốc hết à. Còn cái phần còn lại mình cho thêm là mình cho ở ngoài hồ nha mọi người. Các bạn cho muối ngay chỗ lồng đẻ này, cá không có chỗ để mà bơi á. Đó, khi mà cho nhiều quá cá bơi muối tan ra, cái bắt đầu cá sẽ dồn quanh đây nấp gốc hết, mà hết chỗ trốn rồi, hết chỗ trốn rồi là phải chịu luôn, cam chịu. Vậy là cá dễ bị tuột nhớt lắm nha. Cho nên là khi mà bỏ cá vô lồng đẻ, mọi người cho muối, có dùng muối vô lồng đẻ thì dùng ít thôi, vừa thôi, đừng thuốc cũng vậy luôn nha mọi người, thuốc cũng vậy luôn, bơm vô lồng đẻ miếng rồi bơm qua ra ngoài rồi từ từ thuốc tan, thuốc sẽ tiếp xúc được với cá thôi, miễn các bạn sử dụng đúng liều lượng. Đó nè, mình đó, mình nhỏ vô lồng đẻ có miếng thôi nhưng mà mình bơm ngoài nhiều, để chờ thuốc tan, thuốc lan trở vô thôi. Vô lần như vậy cá mình không có chỗ trốn á, dễ bị ngọt thuốc á. Đó, nhiều bạn nhiều mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ sơ sót chỗ này đó, bơm cái ẹt hoặc là đổ một cái ào vô ngay chỗ lồng đẻ luôn. Nhưng mà vậy thì cá của mình dễ bị làm vậy, khi mà các bạn cho nhiều muối quá thì cá của mình dễ bị tuột nhất. Còn thuốc thì cá mình dễ bị ngọt thuốc. Thôi, trở về bên đây các bạn ơi. Thì nè các bạn thấy cái hồ mà có cái đường lằn xanh trên giữa không? Thuốc đó mọi người. Sáng mình ra mình thăm là mình đã cho thuốc sớm. Thì cái bầy này mình cầm cự thêm chắc 2 ngày nữa chắc sẽ lướt được. À, các bạn thấy cá, cái bé cá bơi phía trên không? À, bị tấm đuôi đó. Hôm bữa thả ra là mình thấy cá bình liền luôn. Sơ ý chút xíu, đáng lẽ cái đàn cá đang bệnh là mình không có chuyển hồ, không có thả, không có thay 100% nước mới, không có ấy rồi các kiểu, không có thao tác gì trên cái đàn cá đó hết. Nhưng mà bữa mình không có hay, mình sơ ý quá. Bầy này nay ngon nè mọi người. À, có bạn thì mình cũng có bán cá đó nha anh em, mình vừa nuôi cá mình vừa bán cá. Các bạn nghĩ sao mà quá chừng hồ như vậy rồi không bán rồi xiền đâu mà cho cá ăn. Cá của mình ăn chế độ cũng dữ dội lắm chứ không phải thường, cho ăn trùng, cho ăn Actomia, mới vừa tốn hết hơn cũ tiền xiền Actomia cả, rồi trưa nay còn phải tới cử trùng rồi. Trưa nay còn phải đi lấy trùng về cho cá ăn nữa. Đó, nếu mà không có bán thì đâu có đủ kinh phí để mà duy trì cái đam mê này nổi anh em. Cho nên mình cũng có bán, chứ không có. Mình thường thường mình cập nhật cá lên với lại mọi người, sẵn vừa khoe cá vừa ngắm cá với lại các bạn, cũng như là để cập nhật với lại các bạn là mình đang nuôi dòng gì. Ôi bé nó bị sụ quẩy nè mọi người. Mình đang nuôi dòng gì nè. Đó, bơi sụ quẩy rồi. À, để các bạn mà có cần thì các bạn cứ việc liên hệ với mình. Ừ. Nè, bài này nay cũng có lý lắm, nay lên ngon rồi nè mọi người thấy không? Tại sao mình nói ngon? Ở đây để mình kéo cái khay này ra. Không phải khơi khơi mà mình nói ngon. Cái thứ nhất là cá đang mập tròn, mọi người thấy không? Hôm bữa là đâu được tròn. Cá đang tròn. Thứ hai nữa là những bé cá đầu bầy thì mọi người thấy nè, đã lên full platinum rồi, tai bơi lên đều.
Đó, Platinum đang lên với lại lên full rồi. Rất là tơ nha mọi người. Mọi người nhìn đàn cá máy là mọi người sẽ thấy đã biết cá tơ cỡ nào. Đó. Tỷ lệ đồng đều lên tay cũng khá là cao. Bây giờ mình mới nói là ngon là chỗ đó. Khi mà lên tay bơi to hơn chút nữa là còn ngon nữa. Bây giờ là chỉ mới là tiềm năng thôi nha các bạn. Nè, như bé này nữa tay bơi sẽ rất là ngon nè. Đã chưa? U nù. Cứ giữ tiếp tục cái nhịp độ như vậy, cá mình còn ú là còn bung. Hay mình nói thật luôn, cá còn ú là còn bung. Anh em cứ việc nuôi cá cho ú ú nù ú nào nặng đi, tay bơi từ từ khi mà đến tuổi thì tay bơi cá sẽ tự động bung, cá sẽ không bị sút nhiều. Nếu mà anh em bóp cho cá bung sớm á thì cái này là mọi người như mình á, như mình muốn bóp bung tay sớm á thì mình cho ăn cám hay cá từ từ bung tay ra thôi, ăn cám là Atomy là được rồi, khỏi khỏi trùng trùng ít thôi đó, không cần nuôi cho cá ú là cá bung sớm. Nhưng mà bung sớm thì khúc sau này cá trống của mình sẽ bị ốm. Mà mình á thì nuôi cá bảy màu mình thấy con cá nào mà bị ốm là mình không thích, nó thật luôn, mình nuôi mà mình thấy cá mà bị ốm là mình không thích. Ấy, cá giống cũng phải mập mặc dù đang đẻ nè vàng, cá trống cũng phải mập, cá trống mà ốm là coi như phế. Mấy bầy cá mà ốm ốm là mình thúc cho lên dữ lắm á. Như bầy này hôm bữa mình nói với mọi người là hơi ốm đúng không, nay là ngon rồi nè, được rồi nè, thúc mạnh tay. Những dòng đuôi vây tay bơi thì mọi người nuôi cá mập ngon, nhưng mà có một số dòng các bạn nuôi cá sẽ khó mập, như dòng này, dòng Lurad. Một là dòng Lurad, hai là dòng dòng lây á mọi người, nuôi cá khó mập, mình nói thật nuôi khó mập cực kỳ. Nhưng mà cá cũng có giai đoạn phát triển nha anh em, chứ không phải là không có. Tại vì cái giai đoạn mà vừa bung trống mái vừa biết trống mái thì ốm, nhưng mà khi mà tách trống mái ra rồi các bạn thúc sẽ mập nha, phải tách mới mập chứ không tách là không mập đâu. Có bạn hỏi mình lý do tại sao phải tách, tách có cần thiết hay không, thì cần thiết nha. Cái thứ nhất là mình để mình kiểm soát cái nguồn gen. Tại vì một số dòng cá mà nhiễm nhiễm như vậy, hoặc là một số dòng cá một form rồi á, thì các bạn thấy lựa cá giống ngon, đàn cá bột của mình ra tỷ lệ cá đẹp lên mới nhiều. Còn cá giống mà không ngon, tỷ lệ lên cá bột đẹp không có, hoặc là ít. Đó, cho nên là mình kiểm soát gen là chỗ đó. Nhốt chung bầy rồi lỡ con cá xấu dí ngay cá đẹp, mái đẹp của mình rồi sao? Đúng không? Ra cá không ngon. Đó, cái thứ hai nữa là để mình thúc cho cá trống. Hay cá trống mà cho dĩ mái sớm quá thì cũng không ngon nha mọi người, ốm nhắt luôn. Mình thúc cho cá trống đủ form đủ đủ lực rồi mình lọc cá đẹp từ cá trống ra mình để giống đó. Đó là cái, với lại là nuôi mấy bộ đuôi vây á, các bạn thấy cá mà không có tách ra thì sẽ ốm, lúc nào cũng ốm, kể cả Dumbo. Dumbo mà mình không tách trống mái ra là ốm nha, ốm đó, không mập nổi. Thôi nay cũng liên thuyên nhiều quá rồi, mấy cái đó là mình cũng đã nói là mọi người nhiều rồi nè. Bài này là ban đầu mà mình cũng chơi ốm nè, nhưng mà nay đã đỡ thôi, vẫn còn ốm nè. Các bạn thấy cỡ này mà không tách trống mái thì mà thúc không đủ, không, nếu mà không tách trống mái mà thúc không đủ sức thì làm sao mà cá mập nổi. Các bạn thấy cá mái thì ok mà cá trống thì ốm không à, thúc mà không đủ sức là khó mập. Hẹn lại các bạn vào tối ngày mai nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Bạn nào có muốn mua cá thì cứ việc liên hệ với mình qua số điện thoại ở đầu clip nha. Mình có để số điện thoại ở góc bên phải á. Số đó là số duy nhất của mình luôn á nha.